Chào mừng các bạn quay lại kênh của Mr. Lê Bạch nha. Hôm nay Mr. Lê Bạch sẽ giới thiệu với bạn một số những cái lưu ý cần tránh khi mà mấy bạn phun môi. Rồi mời các bạn theo dõi ha. Phun xăm môi và những điều khách hàng bắt buộc phải biết.